Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang xem trên màn ảnh là một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C, đó chính là chiếc xe Kia Cerato ạ. Thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6 ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và một chủ từ đầu, đã lăn bánh được 6.500.000 km rồi. Và cái đồng hồ này thì chúng tôi cam kết chuẩn cho quý vị và các bạn về cái đồng hồ nhé. Đồng hồ thì nói thật với quý vị và các bạn, có rất nhiều người là không quan tâm đến chiếc đồng hồ ô tô ở những chiếc xe của salon đâu. Nhưng mà tôi nói thật với quý vị và các bạn, chỉ có những cái đồng hồ chuẩn chúng tôi biết rõ nguồn gốc, chúng tôi mới dám cam kết về cái đồng hồ cho quý vị và các bạn cùng nghe, cùng xem thôi. Và thưa với quý vị và các bạn là kể cả xe của dân nhá, bây giờ xe của dân cũng có rất nhiều người ta sẽ tua đồng hồ rồi, kể cả là một chủ từ đầu đấy. Cho nên là có nhiều người có thể không quan tâm đến cái đồng hồ của xe cũng là một cái lý do thôi, cũng đúng thôi. Nhưng mà chúng tôi cam kết, chúng tôi biết rõ nguồn gốc thì chúng tôi mới dám cam kết đồng hồ chuẩn cho quý vị và các bạn ạ. 6.500.000 km quý vị và các bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Và đi một vòng quanh xe thì quý vị và các bạn đã thấy được ạ. Tôi cũng đi một vòng để cho quý vị và bạn cùng xem đây ạ. Xước sát thì cũng có nhưng mà rất là nhỏ, rất là nhẹ thôi ạ. Đấy, những chiếc xe này thì chúng tôi cũng không phải sơn lại đâu. Chúng tôi vừa mới mua về cũng đánh bóng dọn dẹp đi rồi. Nhưng mà có những cái vết xước rất là nhỏ nhẹ ở trên xe này thì là nó còn đấy ạ. Phải nhìn tinh, phải gần sát vào thì mới thấy được đấy quý vị và bạn nhé. Đấy. Và nhìn về cái phần ba đời sốc trước thì quý vị và bạn thấy đây ạ. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ option rồi. Từ khóa thông minh, đè nổ cho đến start top này, cửa nóc này, gương chiếu hậu gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương này, cảm biến trước sau, camera lùi, đèn pha bi xenon. Đây thưa với quý vị bạn, đèn pha, đèn led đầy đủ hết cả rồi. Nguyên bản của chiếc xe này là được trang bị là đèn pha bi halogen, nhưng chủ xe cũng đã lắp thêm led rồi, bóng led rồi quý vị bạn nhé. Đấy, tôi quay sát vào là nó nháy nháy, đây là cái đèn led đây ạ. Rất là đẹp luôn. Cảm biến trước, cảm biến sau đầy đủ hết cả rồi. Và cái điều đặc biệt thưa với quý vị và các bạn, nó ở đây ạ. Cái đồng hồ công tơ mét chuẩn 6.500.000, cho nên là cái dàn lốp của nó cũng còn chuẩn luôn đấy quý vị bạn ạ. Xe được sản xuất năm 2016, là cái dàn lốp theo xe còn nguyên đấy ạ. Đết lốp 2016 quý vị và bạn nhé. Đấy, cái đốt lốp, đết lốp là 2016 luôn. Đó. Đây này, tôi quay cho quý vị bạn xem cái dàn lốp này còn nguyên bản hết ạ. Đết lốp 2016 này, sản xuất tuần thứ 14 năm 2016 đấy. Cả một cái dàn lốp và còn rất là đẹp đây quý vị và bạn ạ. Đấy. Cái lốp này nó là lốp thể thao, lốp mỏng nhá, cho nên là nhìn nó mỏng vậy thôi, cho nên cái hoa lốp này nó cũng mỏng chứ không phải là nó mòn đi như vậy đâu ạ. Cho quý vị và bạn xem đây, đết lốp 2016 luôn ạ. Cả một dàn lốp, cả một dàn lốp là đết lốp đều 2016 luôn đấy. Đấy, đối với quý vị và bạn, đết lốp 2016 luôn ạ. Đấy, và cái lốp bên lốp đằng trước này nó là bên phụ này và nó là lốp lái, cho nên là người ta hay đỗ nó sát vỉa cho nó sẽ xước cái la răng này một chút. Cái la răng này xước thì bây giờ xử lý cũng rất đơn giản ạ. Mặt phay chúng ta chỉ đem phay lại mất mấy trăm nghìn là nó đẹp thôi, nhưng mà chúng tôi để cho nó nguyên bản hết quý vị và bạn nhé. Đấy, rất là đẹp này. Nhìn về một cái góc nghiêng về cái phần sơn của xe này, quý vị bạn xem này, cái nền nó còn rất là đẹp, rất là căng luôn. Đấy, rất là đẹp. Gương cũng là tích hợp xi nhan trên gương, và gương chiếu hậu là gương gập điện rồi quý vị bạn nhé. Gương gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Khóa thông minh. Đấy, khóa thông minh bấm tay mở cửa, bấm cả bên phụ và bấm cả bên lái luôn đấy ạ. Rất là đẹp. Xe cũng đã được trang bị cả đuôi gió rồi đây. Cái đuôi gió đây ạ. Nhìn về cái phần đằng sau này, cụm đèn rất là đẹp. Hôm nay trời nó hơi âm u một chút, nhìn về cái nước sơn thì nó sẽ không đẹp bằng quay hôm trời nắng, nhưng đổi lại chúng ta nhìn được cái phần đèn nó rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy, đèn của Kia rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Đây, đằng sau thì quý vị bạn thấy được, xe cũng đã được trang bị cảm biến sau, cảm biến trước, cảm biến sau, camera lùi, có cả đây là camera lùi này, cửa nóc đầy đủ hết cả rồi. Đấy, quý vị và bạn xem về cái phần nước sơn bên ngoài, tôi đã đi
vòng quanh xe mấy lần để cho quý vị bạn xem để nó được còn căng như thế này đây ạ. Đấy, rất là căng, rất là đều, rất là đẹp. Đèn pha thì rất là sáng, đèn gầm có cả hết rồi, cảm biến trước rồi. Đấy, về option thì tôi không phải giới thiệu nhiều nữa. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho quý vị và các bạn về cái phần keo chỉ ốc ác của trong xe nhé. Đây là cái phần keo chỉ này, keo chỉ nguyên bản hết đây quý vị và bạn nhé, không mất một phân keo chỉ nào cả, keo chỉ nguyên bản này. Đấy, từ những cái ốc bản lề cũng còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Rất là đẹp quý vị bạn, nhìn thấy nó rất là mới không ạ? Một chủ từ đầu chạy 6 vạn rưỡi, 6 vạn tư thôi ạ. Đấy, nội thất thì rất là đẹp này, tắp bi cửa quý vị bạn nhìn nó rất là mới. Và cái điều quan trọng nữa là cái nội thất của chiếc xe Kia Cerato này được trang bị là cái nội thất màu kem. Nó khác với màu đen nhé, màu đen thì có thể không giữ gìn gì cả thì nhìn nó vẫn đẹp, nhưng cái màu kem này nếu như không giữ gìn là nhìn nó chán ngay, nhìn nó xấu đi ngay đấy ạ. Đấy, nó khác nhau nhiều ạ. Và quan trọng nữa là xe cũng đã được trang bị gương chiếu hậu gập điện, gương chiếu hậu gập điện và gương auto đây này. Để chế độ auto tức là bấm khóa thì là gương sẽ gập, mở khóa thì là gương lại xòe ra. Đấy là cái gương auto. Và đây là cái chế độ nhớ ghế đấy ạ, nhớ ghế hai vị trí nhé. Trước đây thì tôi cứ nghĩ được rằng là những cái phiên bản 2.0 thì mới có chế độ nhớ ghế và ghế điện, còn phiên bản 1.6 thì nó chỉ là cái ghế cơ thôi. Nhưng không phải ạ, hôm nay tôi mua được chiếc xe phiên bản 1.6 này, option không khác gì phiên bản 2.0 ạ, chỉ khác mỗi thể tích làm việc của động cơ thôi, với option như vậy luôn ạ. Đấy, ghế cũng là ghế chỉnh điện luôn rồi này, nhớ ghế hai vị trí này. Đấy, riêng ở những chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6 này là option lại đủ như thế ạ. Ở cái phân khúc hạng C thì không có nhiều xe ở các hãng khác không được đầy đủ option như chiếc xe này đâu. Sang số thể thao trên vô lăng này. Đấy, đây là sang số thể thao trên vô lăng này. Điều khiển âm thanh trên vô lăng, cruise control đầy đủ hết cả rồi. Và quý vị bạn xem đây ạ, cái vô lăng rất là đẹp. Cái vô lăng còn rất là đẹp nhé, chạy có chuẩn có 6 vạn rưỡi, 6 vạn tư đây quý vị các bạn ạ. Cho nên là vô lăng nó cực kỳ đẹp đấy ạ. Vô lăng cần số, đấy, cho đến nội thất đấy, nó đẹp đều quý vị các bạn ạ. Chứ không phải nói là đồng hồ chạy ít mà là những cái này nó nát ra rồi thì là không phải. Đấy, nó đẹp đều như này đấy ạ. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn đến xem trực tiếp tại cửa hàng chúng tôi và lái thử trực tiếp xe này. Còn nếu như quý vị và các bạn chưa có điều kiện để đến xem trực tiếp, quý vị và các bạn ở xa ấy, chưa đến xem được thì xem video thì quý vị và các bạn có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này rồi. Đấy, cảm ơn quý vị và các bạn ạ. Đấy, sau đây thì tôi sẽ giới thiệu về cái phần táp bi cửa phía sau này. Keo chỉ cũng nguyên bản này. Keo chỉ nguyên bản này. Táp bi rất là đẹp này. Đấy, ốc bản lề này. Rất là đẹp luôn. Đấy, nội thất rất là mới. Và thưa với quý vị và các bạn nhé, ở cái phân khúc C như chiếc xe 1.6 này thì ở Hà Nội cũng rất nhiều xe chạy dịch vụ nhé. Không có đăng ký taxi nhưng chạy dịch vụ ạ. Tức là chạy khách sân bay đấy, rất là nhiều. Nhưng chiếc xe này chúng tôi cam kết là không nhá. Nếu như chạy thì cái nội thất nó không được đẹp như thế này đâu quý vị và bạn ạ. Và cái nhiều người thì lại không hiểu biết, là cứ nghĩ rằng là qua gara chúng tôi thì chúng tôi làm lại. Thưa với quý vị và bạn, cũng có một số cái làm lại nhưng có những cái không thể làm lại được đâu. Đấy, cái ghế này tôi khẳng định là có thể làm lại được, nhưng mà những cái phần nhựa này không ai đi làm lại hết cả những cái phần nhựa để nó mới như thế này ạ. Nếu như làm lại để nó mới như thế này thì bán ra không đủ tiền lãi để làm cái này đâu ạ. Đấy, những cái phần nhựa đây, phần nhựa đây rất là đẹp này, rất là mới này. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và bạn bước lên xe. Đấy, xe cũng đã được trang bị cửa nóc này, cửa nóc là một chạm này, auto này. Đấy, đúng là Kia option bao giờ cũng là đỉnh nhất. Option tương đối là đầy đủ rồi. Và xe cũng đã được trang bị màn hình giải trí đa phương tiện ở trung tâm luôn, tích hợp từ đầu DVD này cho đến GPS dẫn đường này. Đấy, màn hình cảm ứng luôn quý vị và bạn nhé. Màn hình cảm ứng này, điều hòa tự động này, khóa thông minh đề nổ start stop này, sang số thể thao trên vô lăng này, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, cruise control này. Đấy, phải nói option thì không thiếu một cái gì luôn.
chỉ có thể là Kia thôi ạ. Đấy. Và tắt bi cửa thì quý bạn nhìn đấy ạ, gương gập điện này, nhớ ghế này, rất là đẹp. Nội thất phải nói rất là đẹp đấy ạ. Cùng đời 2016 thì hiếm có con đẹp bằng, quý vị các bạn ạ. Quý vị các bạn đi tham khảo thì quý vị các bạn sẽ biết được là đấy, từ những cái cần số này, vô lăng này, xe thì trang bị rất nhiều option, từ cả ổ cắm điện hai ổ này, AUX này, USB này, đầy đủ cả rồi ạ. Và đây là cái phần cốp sau quý vị các bạn nhé. Đây, cái ốc cốp sau cũng còn nguyên bản này, keo chỉ còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ nguyên bản ạ. Điều này là chứng tỏ là không có bị đâm đụng hay là bị va chạm gì từ phía sau đâu. Quý vị và các bạn đi xem xe thì nên xem kỹ nhé. Nếu như mà cái phần cốp sau này nếu bị đâm đụng hay va chạm thì chúng ta phải xem từ cái ốc này, keo chỉ này. Rồi nếu như bị đâm ở cái phần dưới này thì quý bạn xem từ những cái phần khoang chứa lốp xơ cua đây này. Nếu như bị đâm đụng mà làm lại thì nó sẽ có vết ngay ạ. Nó giống như cái vết thương của con người đấy ạ. Chúng ta có thể điều trị vết thương xong nhưng mà cái sẹo thì không bao giờ hết hẳn được ạ. Vẫn còn phải mờ mờ dù có thẩm mỹ đến đâu. Đấy, cho nên là tôi cứ chia sẻ cho quý vị bạn xem. Và không chạy dịch vụ thì cái cốp nó mới được đẹp, nó sạch sẽ như này quý vị bạn ạ. Còn nếu như chạy dịch vụ thì toàn để đồ của khách thôi, vali, hành lý, bao giờ nó cũng xước sát hết cái cốp này cơ. Đấy, những chiếc xe mà không chạy dịch vụ thì nó sẽ đẹp như này đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Và đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên phụ quý vị các bạn nhé. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản này, táp bi rất đẹp, rất mới này. Đấy, từ những cái táp bi rồi keo chỉ này, ốc bản lề còn nguyên hết này, còn nguyên và còn rất là mới luôn đấy ạ. Nó rất là đẹp luôn. Quá là mới đấy. Từ 2016 đến bây giờ là 5 năm sử dụng rồi mà rất mới, rất đẹp như thế này đấy. Cửa sau cũng là bấm tay mở cửa nhé. Cửa trước bên phụ khóa thông minh mà. Keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Chúng tôi cam kết là không có bị đâm đụng, không có bị va chạm. Keo chỉ còn nguyên bản hết đấy. Táp bi rất mới, rất là đẹp. Ốc bản lề. Hai nghìn mười sáu mà nhìn cứ như 2020, đẹp thế. Đấy, cái má ghế này quý vị các bạn này, nếu như chạy nhiều hay chạy ít thì nhìn cái má ghế này là chúng ta có thể biết được luôn đấy. Đấy, rất mới, rất đẹp luôn đấy. Ngoại thất có đẹp đến đâu, nội thất có mới đến cỡ nào thì chúng ta vẫn phải xem về cái phần động cơ này đã. Đi mua xe cũ chúng ta quan tâm nhất là cái phần động cơ, xem có bị đâm đụng hay va chạm gì, có ngập nước hay không. Thì đây, sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn. Đầu tiên là chúng ta vẫn xem về cái phần ốc đã. Từ những cái phần ốc tai này, ốc cabo này, rồi đến keo chỉ này, keo chỉ còn nguyên bản đây này. Đấy, keo chỉ còn nguyên bản hết nhá quý vị và các bạn ạ. Đấy, keo chỉ nguyên bản hết luôn đấy ạ. Ốc cũng còn nguyên bản hết luôn đấy. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Phần đầu này nó còn nguyên bản hết này. Phần đầu, ốc phần đầu và ốc về động cơ là còn nguyên bản hết quý vị các bạn ạ. Đấy. Chưa có phải tháo ra cái gì cả, ốc còn nguyên hết đấy. Và thưa với quý vị và các bạn, ở cái phiên bản 1.6 này thì Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato 2016 này là một cái khối động cơ xăng DOHC 1.6 lít ạ. Và cái phần quan trọng mà chúng tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn là nó còn nguyên bản, cam kết không đâm đụng, không ngập nước, còn nguyên bản hết đấy ạ. Nguyên bản từng con ốc, từ những cái ốc trên máy này cho đến ốc mặt máy này. Đấy, tất cả cái những con ốc còn nguyên bản hết quý vị và các bạn ạ. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn luôn đấy. Và cái động cơ này thì chúng tôi đang nổ máy đây mà quý vị và các bạn có nghe thấy tiếng máy không ạ? Nó rất là êm, rất là êm và không có rung gì đâu ạ, vì nó rất là đẹp. Chạy ít, chạy có 6 vạn rưỡi chuẩn. Nói thật với quý vị và các bạn, những chiếc ô tô thì chạy có 20 vạn, 30 vạn thì nó chưa thành vấn đề gì cả.
Vì tôi làm xe lâu năm rồi, tôi để ý rồi, những chiếc xe chạy dịch vụ, chạy taxi, có những chiếc chạy 1 năm đến 10 vạn cơ, mà nó đến 2-30 vạn nó không vấn đề gì cả. Cho nên là 6 vạn rưỡi thì nó còn chưa thành vấn đề gì quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn đấy ạ. Và chủ xe cũng đã lắp thêm cái bóng xe nông này, đây là cái ba lát này, phần ba lát mà chủ xe lắp thêm nhé. Đấy, đây là những cái phần ba lát mà chủ xe lắp thêm. Và chúng tôi cũng đã dọn dẹp rất là sạch sẽ, đẹp đẽ rồi. Tại vì là những chiếc xe đời nó thấp từ 2016, sau 5-6 năm sử dụng rồi thì nó rất là bẩn. Cho nên là chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ đi tí để cho quý vị và bạn nhìn rõ hơn, xem là dọn sạch sẽ đẹp đẽ đi thì những cái lỗi lầm gì mà có vết gì đấy, chúng ta nhìn nó sẽ dễ hơn rất là nhiều đấy. Đấy, rất là đẹp ạ. Về chất lượng thì chúng ta không còn phải bàn cãi gì về chiếc xe Kia Cerato 2016 nữa. Quan trọng chỉ là cái giá thôi, đúng không quý vị bạn? Và xin phép quý vị và các bạn, chiếc xe này chúng tôi sẽ đăng bán với giá là 510 triệu đồng. Vẫn bớt cho quý vị và các bạn nếu như quý vị và các bạn nào mà nhiệt tình đến xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp, nếu ưng ý chúng tôi sẽ bớt giá cho quý vị và các bạn nhé. Và giá này thì chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 4 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi, vay lên đến 70% giá trị của xe, hỗ trợ thủ tục trả góp cực kỳ nhanh chóng, từ 3 đến 5 ngày thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe này để chạy rồi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.